Hơn 700 tỷ xây dựng 3 trung tâm điều hành của các hãng hàng không. Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng 3 trung tâm điều hành của các hãng hàng không tại cảng hàng không Long Thành. Quyết định số 913 của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Tuấn Anh ký nêu rõ. Tên các dự án là dự án đầu tư xây dựng trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 của các cảng hàng không tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Mục tiêu đầu tư xây dựng và khai thác 3 trung tâm điều hành của các cảng hàng không phục vụ giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng mục tiêu điều hành khai thác bay và điều hành dịch vụ mặt đất của hãng hàng không tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quy mô đầu tư xây dựng 3 trung tâm điều hành của các hãng hàng không và hạ tầng cơ sở đồng bộ trong phạm vi dự án. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện mỗi dự án khoảng 246 tỷ đồng, vốn của nhà đầu tư. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự kiến trong 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực. Thời gian khai thác dự án dự kiến là 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.